Ngày hôm qua trên đường tuần tra, đội cảnh sát giao thông số 11 đã phát hiện một người đàn ông trung niên nằm lả bên vệ đường trên đại lộ Thăng Long. Đó là ông Nguyễn Tiến Định ở Văn Chấn, Yên Bái. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đưa ông Định về chăm sóc. Thay mặt cho đơn vị, thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuyên, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 11 cùng anh em đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, tặng quà, đồng thời trực tiếp đưa ông Nguyễn Tiến Định ra bến xe Mỹ Đình về quê kịp sum họp với gia đình ăn Tết độc lập.